Chào mừng các em đến với kênh thầy Lim. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5, tuần 16, trang 116, 117. Tập làm văn, làm biên bản một vụ việc. Số 1 nhỏ đọc biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột. Tiếng Việt 5, tập 1, trang 161, 162. Trả lời câu hỏi. Nội dung và cách trình bày biên bản ở đây có những điểm gì giống và khác với biên bản phù hợp? Tiếng Việt 5, tập 1, trang 140-141. Như vậy, ở câu bài tập số 1 này, các em sẽ đọc lại cái biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ nhà chuột và cái biên bản phù hợp tiếng Việt 5, tập 1, trang 140-141. Rồi các em sẽ so sánh là cái nội dung và cách trình bày của hai biên bản này có gì giống nhau và khác nhau. Thì các em sẽ đọc lại hai cái biên bản này, biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột và biên bản cuộc họp. Thì ở đây có ghi số trang. Thì các em xem lại, các em mở sách và xem lại để chúng ta trả lời câu hỏi là so cách nội dung và cách trình bày biên bản ở đây thì có những cái điểm nào giống và điểm nào khác với nhau. Như vậy ở đây hai biên bản này có sự giống nhau, đó là ghi lại diễn biến để làm bằng chứng. Phần mở đầu có quốc hiệu, tiêu ngữ và tên biên bản. Phần chính, thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, diễn biến sự việc. Rồi phần kết, ghi tên và chữ ký của những người có trách nhiệm. Thì đây là cái điểm giống nhau giữa hai biên bản. Rồi khác nhau, thì khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau là ở nội dung của biên bản cuộc họp là báo cáo phát biểu. Còn cái nội dung biên bản trong cái biên bản mèo vằn ăn hối lộ nhà chuột thì chỉ có lời khai của những người có mặt mà thôi. Thì đây là những cái điểm khác nhau, là cái điểm khác nhau giữa hai biên bản. Tức là biên bản của cuộc họp đó là một cái báo cáo phát biểu, còn cái nội dung của biên bản mèo vằn ăn hối lộ nhà chuột nó là chỉ có lời khai của người có mặt mà thôi. Còn phần giống nhau thì ở đây tất cả đều giống nhau những phần này. Tiếp theo là câu số 2. Giả sử em là bác sĩ trực chuyên của uốn trốn viện bài thầy cúng đi bệnh viện. Dựa theo mẫu biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột, em hãy lập biên bản về việc này. Thì ở bài tập số 2 này các em sẽ tưởng tượng các em sẽ giả sử mình là bác sĩ trực cái phiên của uống trốn viện. Thì cái bài của uống trốn viện đó là bài thầy cúng đi bệnh viện. Rồi sau đó các em sẽ dựa theo cái mẫu biên bản về việc mèo vằn ăn hối lộ của nhà chuột thì các em sẽ lập biên bản về cái vụ việc. Vụ việc ở đây là cái vụ việc cụ uống trốn viện. Như vậy thì các em nhớ lại nội dung cái biên bản thì thường gồm có mấy phần? Thường gồm có 3 phần. Phần mở đầu thì ghi quốc hiệu, tiêu ngữ hoặc tên tổ chức, tên biên bản. Phần chính thì chúng ta sẽ ghi thời gian, địa điểm, thành phần có mặt, nội dung sự việc. Và phần kết thúc thì chúng ta ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm liên quan. Nói như vậy thì các em có thể lập cái biên bản vụ việc về việc cụ uốn trốn viện như sau. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Biên bản về việc bệnh nhân trốn viện. Hồi 6 giờ 30 phút sáng ngày 15 tháng 8 năm 2017, chúng tôi gồm những người sau đây lập biên bản về việc bệnh nhân Lục Xuân Úng trốn viện.
Bác sĩ Trực ca, bác sĩ Bùi Đức Việt, y tá Trịnh Văn Minh. Bệnh nhân phòng số 207, Lò Văn Quảng, Tống Mạnh Sinh. Tóm tắt sự việc. Bệnh nhân Lục Xuân Uốn được chuẩn đoán là bị sỏi thận, đang trong thời gian chờ mổ. Y tá Trịnh Văn Minh phát hiện bệnh nhân vắng mặt hồi 20 giờ đêm ngày 14 tháng 8 năm 2017. Bệnh nhân Lò Văn Quảng nói 22 giờ vẫn không thấy ông Uốn về. Bệnh nhân Tống Mạnh Sinh, ông Uốn nói ông Uốn đau nhưng ông không tin bác sĩ người Kinh có thể chữa được bệnh cho ông. Mổ bụng ông ra rồi nó không vá lại được, ông chết luôn thì sao? Ông về cho thầy cúng Thái, bắt ma ra thôi. Kết luận, ông Uốn sợ mổ đã bỏ về nhà. Đề nghị ban giám đốc bệnh viện cho tìm gấp ông Uốn, thuyết phục ông quay trở lại bệnh viện để mổ. Các thành viên có mặt ký tên: Bùi Đức Việt, Trịnh Văn Minh, Lò Văn Quảng, Tống Mạnh Sinh. Thì các em vừa xem đây là một cái biên bản về việc là bệnh nhân trốn viện, thì các em sẽ dựa vào cái mẫu biên bản về việc mèo vàng ăn hối lộ của nhà chuột để chúng ta lập cái biên bản vụ việc này. Thì các em nhớ nội dung biên bản thì gồm có là 3 phần. Phần mở đầu là phần ghi quốc hiệu, tiêu ngữ, rồi tên biên bản. Phần chính là ghi thời gian, địa điểm, rồi thành phần có mặt, nội dung sự việc, và phần kết thúc thì chúng ta sẽ ghi tên, chữ ký của những người có trách nhiệm, thì chúng ta sẽ ghi tên và chúng ta ghi chữ ký ở trên đây và chúng ta sẽ ghi tên. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi vở bài tập tiếng Việt lớp 5. Thì sau khi xem xong các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem, và đừng quên đăng ký kênh thầy Lim để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và chào tạm biệt các em.